Sái Kinh, một nhân vật lịch sử có tính chất phức tạp trong thời Bắc Tống, đã trải qua những thăng trầm đáng kể trong sự nghiệp quan trường của mình. Sinh vào năm 1047 và mất năm 1126, ông đã nhiều lần nắm giữ chức vụ quan đầu triều, đạt đến đỉnh cao là thừa tướng. Tuy nhiên, cuộc đời ông không chỉ ghi dấu ấn bằng những thành tựu mà còn bởi những biến cố khi ông từng bị giáng chức và lưu đày. Sái Kinh được biết đến là người có khả năng luồn cúi để tiến thân, một bậc thầy trong nghệ thuật chính trị. Nhưng điều này cũng khiến ông vướng vào nhiều lùm xùm và chỉ trích. Sự nghiệp của ông đã chứng kiến 4 lần được bổ nhiệm làm quan đầu triều và 3 lần mất chức. Một hành trình đầy biến động và thử thách. Vào năm 1100, khi Tống Chiết Tông qua đời và Tống Huy Tông lên ngôi, Sái Kinh đã bị giáng xuống làm Đoàn Minh Điện Học Sĩ và Long Đồ Các Học Sĩ, những vị trí không có thực quyền. Tuy nhiên, ông không được yên thân ở vị trí này. Hướng Thái Hậu, người có ảnh hưởng lớn tại Hoàng Cung, đã ngăn cản việc Sái Kinh được điều chuyển ra làm tri phủ Thái Nguyên, thay vào đó đề nghị ông tiếp tục công việc viết sử sách. Trong thời gian này, ông còn bị Trần Quán tố cáo thường xuyên giao du với Thái Giám và có những mưu đồ xấu. Điều này khiến Tống Huy Tông biếm ông đi làm tri phủ Giang Ninh. Khi các đại thần khác tiếp tục tố cáo ông tỏ ra bất mãn với việc chuyển chức, Tống Huy Tông đã hạ lệnh truy đoạt các chức vụ trước đây của ông và buộc ông lên đường đến Động Tiêu Cung tại Hàng Châu, một địa điểm lưu đày. Cuộc đời của Sái Kinh kết thúc trong sự lưu đày, nơi ông bị cô lập khỏi quyền lực chính trị mà từng một thời ông nắm giữ. Câu chuyện của Sái Kinh là minh chứng cho thực tế phũ phàng của cuộc sống quan trường trong lịch sử Trung Hoa, nơi mà sự nghiệp của một người có thể sáng chói như sao trời nhưng cũng có thể nhanh chóng bị dập tắt. Những bài học từ câu chuyện của ông vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, nhắc nhở chúng ta về sự không chắc chắn của quyền lực và tầm quan trọng của việc giữ gìn đạo đức và lòng trung thành. Khi Hướng Thái Hậu trao quyền điều hành triều chính cho Tống Huy Tông, nhà vua mới này đã tỏ ra có sở thích rất đặc biệt vào các hoạt động nghệ thuật như làm thơ và vẽ tranh. Đồng thời, ông cũng trọng dụng hoạn quan đồng quán để phục vụ sở thích cá nhân. Tống Huy Tông đã thiết lập Ti Kim Minh, một cơ quan đặc biệt chịu trách nhiệm thu thập sách vở và tác phẩm nghệ thuật cho vua. Sái Kinh, người đã từng trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, nhận ra cơ hội để tái lập mối quan hệ với quyền lực và liền kết giao với đồng quán, hy vọng thông qua hoạn quan này để tiếp cận Tống Huy Tông. Biết rằng Tống Huy Tông yêu thích nghệ thuật, Sái Kinh đã tận dụng tài năng của mình trong việc viết thơ và vẽ tranh, nhờ đồng quán giới thiệu những tác phẩm của mình lên vua. Đồng thời, trong bối cảnh chính trường đầy biến động, các thừa tướng như Tăng Bố và Hàn Trung Ngạn đang tranh giành quyền lực. Tăng Bố đã nhận thấy tiềm năng của Sái Kinh và cũng tiến cử ông nhằm mục đích tạo thế cân bằng chống lại Hàn Trung Ngạn. Do đó, không lâu sau đó, Tống Huy Tông đã bổ nhiệm Sái Kinh làm tri châu Định Châu và sau đó là tri phủ ở phủ Đại Danh vào năm 1102. Nhận thức được sự thay đổi trong quan điểm của Tống Huy Tông từ thủ cựu sang biện pháp, Sái Kinh đã thúc đẩy Tống Huy Tông hành động mạnh mẽ hơn trong việc cải cách chính sách, dẫn đến việc giáng chức Hàn Trung Ngạn. Tuy nhiên, sự thăng tiến của Sái Kinh đã gặp phải sự phản đối từ Tăng Bố, người đang tìm cách củng cố quyền lực của mình. Khi Tăng Bố muốn giành lấy toàn bộ quyền hành, Tống Huy Tông lại bất ngờ triệu Sái Kinh trở lại và phong ông làm Thượng Thư Tả Thừa, khiến mâu thuẫn giữa Tăng Bố và Sái Kinh trở nên gay gắt. Do lo ngại sự trả thù từ Tăng Bố, Sái Kinh đã tiến hành vu cáo Tăng Bố tham ô. Ông đã sai Lã Gia Vấn, tri phủ Khai Phong, bắt giữ và tra tấn các con của Tăng Bố để buộc họ thừa nhận tội của cha. Tuy nhiên, chúng kiên quyết không nhận tội. Cuối cùng, Sái Kinh đã sử dụng nhân chứng giả để buộc tội Tăng Bố, khiến ông này liên tiếp bị giáng chức và chết trong cảnh lưu đày vào năm 1107. Bằng cách thức đó, vào năm 1103, Sái Kinh được Tống Huy Tông thăng chức làm Thượng Thư Tả Bộc Xạ. Nghe theo đề nghị của Sái Kinh, Tống Huy Tông đã thành lập Ti Đô Tỉnh Giảng Nghị, một cơ quan mới giúp thừa tướng trong việc điều hành triều chính. Sái Kinh đã đưa những người thân tín của mình như Ngô Cư Hậu và Vương Hán Chi vào cơ quan này, qua đó kiểm soát chặt chẽ việc thăng chức hay bãi miễn các quan, cũng như thu thuế và tài chính quốc gia. Tất cả đều phải qua sự phê chuẩn của Tống Huy Tông. Sái Kinh, trong vai trò thừa tướng, đã thể hiện bản chất xảo quyệt và khôn khéo trong việc sử dụng quyền lực cho mục đích cá nhân. Dưới danh nghĩa khôi phục các biện pháp cải cách của Vương An Thạch, ông thực chất đã sử dụng cơ hội này để củng cố vị thế của mình và triệt hạ các đối thủ chính trị.
Điều này được thể hiện rõ ràng khi ông kiến nghị Tống Huy Tông liệt kê danh sách 109 người thuộc phe thủ cựu, một hành động nhằm loại bỏ mọi người có thể chống đối chính sách của mình. Việc khắc tên lên bia đá và bêu danh họ như danh sách gian đảng tại Điện Văn Đức là hành động mang tính biểu tượng nhằm cảnh báo cho những ai dám phản đối chính sách của ông. Quá trình này tiếp tục với việc phát động một phong trào bêu xấu các thành viên phe thủ cựu ở các địa phương khác trong toàn quốc, dẫn đến việc nhiều danh sĩ và tác phẩm bị thiêu hủy. Sai Kinh không chỉ dừng lại ở đó mà còn quay sang tấn công cả những người trong phe Tân Pháp như các học trò của Vương An Thạch cùng những người từng chỉ trích hoặc xúc phạm đến ông, chẳng hạn như Trường Đồn và các con cháu của ông. Sái Kinh còn lợi dụng sự yêu thích của Tống Huy Tông đối với cuộc sống hưởng lạc để đề xuất các biện pháp làm tăng thêm sự xa hoa trong cung điện. Ông đã khởi xướng học thuyết phong hưởng dự đại, mô tả một bức tranh thịnh trị với đất nước để thúc đẩy việc xây dựng cung điện và đền đài một cách lãng phí. Cùng với Đồng Quán, ông đã khai thác nhiều đá hoa cương để xây dựng các công trình phục vụ cho nhu cầu giải trí của Tống Huy Tông, bao gồm cả việc xây dựng một cái núi giả gọi là Vạn Tuế Sơn. Sự lãng phí này không chỉ gây áp lực lên ngân sách nhà nước mà còn khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết do việc tăng thuế và kiểm kê mọi thứ từ hạt thóc đến que củi. Tuy nhiên, Tống Huy Tông hài lòng với những gì Sái Kinh mang lại, đã ban cho ông danh hiệu Gia Quốc Công và tặng cho ông các khu đất lớn trong và ngoài kinh thành để xây dựng phủ tự. Việc mở rộng các khu đất này đã dẫn đến việc phá hủy hàng trăm nhà dân để xây dựng các khu vườn, khiến cuộc sống của người dân càng thêm khốn đốn. Quá trình lên ngôi và sử dụng quyền lực của Sái Kinh là một ví dụ điển hình về việc lạm dụng quyền lực trong lịch sử Trung Hoa, cho thấy những hệ lụy tiêu cực mà sự ích kỷ và tham vọng quá mức có thể mang lại, không chỉ cho chính trị gia mà còn cho toàn bộ xã hội. Sái Kinh, một trong những nhân vật có quyền lực nhất thời Bắc Tống, cùng với Đồng Quán đã trở thành trung tâm của sự căm ghét và phẫn nộ của dân chúng. Dân gian lúc bấy giờ gọi là Sái Kinh là tướng ông và Đồng Quán là tướng bà, biểu thị sự khinh bỉ và coi họ như những người đứng đầu một chính quyền gian trá. Sự oán ghét này được thể hiện qua câu đồng dao phổ biến: đập bẹp ống đồng, đổ đĩa cải thái, cuộc đời sẽ khoái. Mọi lời nguyền rủa mong muốn loại bỏ cả hai để mong đạt được sự bình yên và công bằng. Khi tin Tống Huy Tông nhường ngôi cho con trai là Tống Khâm Tông lan truyền, Sái Kinh hoảng sợ rút chạy khỏi Khai Phong, mang theo ước tính gần 200 gánh vàng bạc châu báu, một số lượng tài sản khổng lồ mà ông đã tích lũy được nhờ vào quyền lực và các chính sách tham nhũng của mình. Trong khi đó, tình hình chính trị trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi quân Kim Tiền Sát buộc Tống Khâm Tông phải trọng dụng các viên tướng chủ chiến như Lý Cương để đối phó. Công chúng và các quan lại trong triều đình ngày càng phẫn nộ trước những hành vi hại nước hại dân của phe Sái Kinh và Đồng Quán. Tống Khâm Tông, dưới sức ép của dư luận và những bằng chứng không thể chối cãi, đã ra lệnh bắt giữ và xử tử Vương Phủ, Lý Nhàn, Chu Diến, đồng thời lưu đày Đồng Quán và các con của Sái Kinh. Tuy nhiên, sự oán giận của người dân và các quan lại vẫn không dừng lại ở đó. Họ tiếp tục yêu cầu trừng phạt nặng nề hơn đối với Sái và Đồng. Trong bối cảnh đó, Tống Khâm Tông quyết định hạ lệnh truy sát Đồng Quán, trong khi chỉ cho phép Sái Kinh bị lưu đày ở Lĩnh Nam. Trên đường đến nơi lưu đày, Sái Kinh phải đối mặt với sự căm ghét dữ dội từ người dân. Họ không chỉ từ chối bán thực phẩm cho ông mà còn tập trung đông người chặn đường mắng chửi. Các quan địa phương cũng không chào đón ông mà thậm chí còn đuổi đánh, buộc ông phải đi đường vòng. Cuối cùng, Sái Kinh qua đời trong cảnh cô đơn tại chùa Đồng Minh ở Đàm Châu. Không có quan tài, chỉ được gói trong tấm vải xanh thô sơ. Cái chết của ông với những tội ác đã gây ra được coi là sự trừng phạt xứng đáng cho những hành vi tham nhũng và tàn ác của mình, đồng thời cũng là một bài học sâu sắc về sự nguy hiểm của tham vọng quyền lực không kiểm soát trong lịch sử.